Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác đối ngoại nhân dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Tham dự hội nghị là cán bộ nòng cốt của hệ thống mặt trận và tổ chức thành viên. Bà Cao Viên đã phổ biến các nội dung trọng tâm, kết luận của Bộ Chính trị về công tác nước ngoài trong tình hình mới, chỉ thị số 12 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, hướng dẫn chỉ thị số 12 của Ban Bí thư và kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội xuân năm 2024. Hội nghị giúp cán bộ hội viên nâng cao kiến thức và kỹ năng về công tác đối ngoại nhân dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài.